14 năm ngày sân khấu Việt Nam, Đoàn nghệ thuật Cải lương Long An long trọng tổ chức lễ giỗ tổ ngành sân khấu với chủ đề Thương người nghệ sĩ. Đây là dịp để các thế hệ nghệ sĩ gặp gỡ, cùng nhau dâng nén hương tưởng nhớ tổ nghề, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền nhân đã có công sáng tạo dung bồi một loại hình nghệ thuật độc đáo, đồng thời tri ân khán giả mộ hiệu đã đồng hành cùng các thế hệ nghệ sĩ bảo tồn, lưu giữ và phát triển loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Chương trình có sự góp mặt của nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc, nghệ sĩ nhân dân Hồ Ngọc Trinh, các nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi, Dương Tuấn, Dương Sang, Võ Minh Lâm, Võ Thành Phê cùng các nghệ sĩ Chí Tâm, Sơn Hạ, Phùng Ngọc Bảy, Võ Hoàng Dư, Thu Mỹ, Quỳnh Nhi, Ngọc Hoàng Oanh, Phú Yên, Mộng Cầm, Ngọc Diệu và Lê Diệu Hiền. Lễ giỗ tổ ngành sân khấu với chủ đề Thương người nghệ sĩ diễn ra lúc 15 giờ thứ Sáu ngày 13 tháng 9 năm 2024 nhằm ngày 11 tháng 8 âm lịch tại Đoàn nghệ thuật Cải lương Long An và được truyền hình trực tiếp trên kênh LA34, livestream trên trang YouTube và fanpage Long An TV, Đài phát thanh và truyền hình Long An. Kính mời quý khán giả cùng đón theo dõi.